Chào mọi người, chào mừng mọi người đến với Popcorn Channel. Thì tóc hôm nay đẹp không mọi người? Trời ơi, hôm nay mình có mặc sơ mi nữa nè. Thì hôm nay mình làm video này á, chắc cũng kiểu đẹp, nhưng mình sẽ kể về câu chuyện ngày hôm qua của mình sẽ trải qua những gì nha. Thì nói chung là hôm qua gặp khá nhiều biến cố mọi người, và cũng khá là có nhiều chuyện á để mình kể trong video này á, thì mọi người nghe cùng mình nhé. Mình sẽ chia ra thành 4 mục nha mọi người. Thì mục đầu tiên á là hôm qua á, là mình kiểu mình có thức đêm rồi nha. Thì mình cái này là sẽ là lỗi của mình, nên mình sẽ không có kiểu sẽ than vãn gì, tại vì cái này là mình tự tự thức mình tự chịu mà mọi người. Thì hôm qua tính ra là mình thức tới tận 24 giờ luôn mọi người, là nguyên một ngày mọi người mình thức. Trời ơi, tại vì mình hôm qua mình tưởng là bạn mình á là đi đi sang Nhật vào buổi sáng mọi người, nên mình thức. Tại vì mình là một cái con người là ngủ dai mọi người, kiểu thức không chịu dậy liền đâu. Thì mình sẽ ê kiểu ngủ mà bảo thức là không chịu dậy liền đâu. Thì mình thức á để kiểu mình cố gắng mình chuẩn bị để mình đi cho nó kịp giờ mọi người, nhưng mà nó đi vào buổi tối nha mọi người. Đó là thứ nhất. Còn cái câu chuyện thứ hai á là chuyện là mình đi sửa điện thoại. Thứ ba á là mình kiểu tiễn bạn đi Nhật. Và cuối cùng á là chuyện mình bị chửi ngoài sân bay á mọi người, kiểu cái này mình sốc lắm mọi người. Thì mình sẽ kể về câu chuyện thứ hai từ này nhá. Thì câu chuyện thứ hai á là mình kiểu điện thoại mình mấy hôm nay á, nó bị sao á mọi người, kiểu nó bị hư mọi người, mình buồn lắm mọi người. Trời ơi, kiểu nó đã buồn rồi nha. Thì như mình đi á đã buồn là cái điện thoại hư rồi đó. Thì mình bắt xe buýt từ kiểu chỗ của mình ở sang đến cái khu đó. Thì mình kiểu lúc mà gần đến nơi là mình có bấm cái nút chuông để thông báo mình xuống mọi người, nhưng mà không xuống ở trạm đó nha mọi người, xuống thích thêm một trạm nữa. Trời, là một thường thường một trạm xe buýt là rất xa luôn á mọi người, kiểu xuống thích lên giữa đoạn kia. Rồi lúc mà mình đi bộ ra cái tiệm á là trời ơi, nó xa xa kinh khủng khiếp, xa tầm tầm khoảng nói chung là 20 phút á mọi người. Kiểu cái người mình á kiểu mình tóc mình đã để dài đó mọi người, kiểu nó nóng kinh khủng luôn, xong rồi mồ hôi nó để rồi cái tóc nó bết nữa. Mà cái là mình kiểu mình dự định sửa điện thoại xong là mình đi chơi luôn á. Thì thôi, lỡ rồi thì mình lỡ mặc đồ như vậy rồi thì thôi, chịu chịu bẩn mà đi chơi thôi chứ biết sao giờ. Thì đó là câu chuyện thứ hai của mình. Còn câu chuyện thứ ba là tầm tối qua mình kiểu mình có đi tiễn bạn đi Nhật có mọi người. Thì mình có chụp chung bạn bài tấm ảnh tiễn bạn đi Nhật này đó. Là mình thì các bạn biết là bạn thân của mình mà bạn đi Nhật á là mình kiểu mình sẽ xa bạn tầm mấy năm á mọi người, thì đủ buồn rồi đúng không mọi người. Trời đó, thì nó kiểu mình lúc đó mình đã buồn lắm rồi. Xong rồi đến câu chuyện thứ 4 là mình bị chửi ngoài sân bay á mọi người. Thì lúc mà mình tiễn bạn đi xong á thì mình sẽ về thôi chứ biết sao giờ. Thì mình lúc mà mình từ sân bay á mình ra đến ngoài đường sân bay để bắt xe về á, thì mình có bấm cái điện thoại để đặt xe trước rồi. Thì lúc đó là mình đặt xe xong rồi nha, xong xuôi hết rồi. Thì mình có đi qua cái đoạn đường để đợi xe ôm. Thì mình đi có đi ngang qua một ông anh hoặc chú gì đó chạy Grab, tại vì tối quá mình không có nhìn thấy rõ mắt mũi, nhưng mà mình có nhìn cái biểu cảm nha mọi người. Thì đó, mình có đi ngang qua một chú Grab. Thì chú là nói là đi xe ôm hôm em. Thì mình kiểu lúc đó mình từ chối mọi người, tại vì mình đã đặt xe rồi. Mình cũng thường thường mình không dám đi xe xe ôm mà có sẵn kiểu mời gọi vậy đó, tại vì thường thường nó sẽ mắc hơn mười mấy 20 nghìn so với trên app á mọi người. Thì đó, thì mình có từ chối là dạ không ạ. Mình vừa lắc đầu vậy nè, mình vừa xoa tay nhẹ nhàng vậy nè. Thì lúc đó mình cảm giác là mình khá là lịch sự, từ chối một cách lịch sự luôn mọi người. Rồi
mình lúc mà mình từ chỗ xong thì mình còn quay quay qua ngoài đường để xem xung quanh đường, với đợi xem chủ Grab đang chủ chủ GoViet, lúc đó mình đi GoViet chứ mà đi Grab đấy, chủ GoJet á thì đang ở đâu để mình lên xe mình về. Thì tự nhiên mình vừa mình quay sang một phát là mình bị cái chủ Grab hồi nãy hỏi mình đi xe ôm á, thì mình bị chửi là đờ bờ rẻ rách đó mọi người. Kiểu lúc mà chủ là nói xong á, kiểu mình ngạc nhiên á mọi người, kiểu mình ngạc nhiên mà mình có thể mình gọi là trợn mắt luôn á mọi người. Xong rồi mình nhìn sang cái chủ đó kiểu thấy cái vẻ mặt các có vẻ khinh bỉ á mọi người. Mình kiểu mình trong đầu mình nghĩ là ủa mình có làm gì sai để nộp á, mình bị chửi đến thế á mọi người. Kiểu mình cảm giác mình đâu có làm gì sai để đáng bị chửi thế đâu, mình kiểu mình oan lắm mọi người. Trời ơi, sau nguyên cả ngày gặp chuyện rồi á thì kiểu còn thêm cái chuyện này nữa. Mình kiểu hôm đó lúc mà mình đi về đến nhà đó, mình kiểu phải nói là mình cực buồn lắm mọi người, buồn vừa oan ức, xong rồi kiểu mình muốn khóc luôn á mọi người. Kiểu là mình nói chung là mình rất là buồn luôn á mọi người, kiểu mình muốn khóc luôn. Mình đã rất là mệt trong ngày hôm nay, xong rồi gặp quá nhiều thứ để mà kiểu nó cứ dồn vào đúng trong vòng một ngày á mọi người. Kiểu thôi ngủ một giấc cho rồi rồi hẳn mai hẳn làm video, xong rồi kể này kể nọ cho mọi người nghe. Thì video của mình đến đây thôi mọi người, kiểu mình cũng làm video kiểu để có video lên để cho mọi người xem nữa, chứ mình không thể nào mà mình bỏ bê thế được các mọi người. Thì cảm ơn mọi người đã xem video này nha mọi người. Nếu mọi người có muốn mình làm về gì đó thì mọi người có thể góp ý cho mình nha, mình cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye mọi người, nhớ like, share và subscribe cho kênh mình nha. Và không biết có ai, có bạn nào từng gặp trường hợp là như vậy không thì có thể comment cho mình biết nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều, bye bye. Mà hôm nay mình xin không? Xin chứ ha, thôi khen khen cho mình vui nha.